Phản ứng phía Hoa hậu Thủy Tiên về ảnh chụp chung với hai tú ông trong đường dây môi giới. Ngày 6 tháng 11, mạng xã hội xôn xao chia sẻ hình ảnh Thủy Tiên chụp ảnh cùng hai tú ông, trong đó có Huỳnh Thành Thuận, đối tượng bị cơ quan chức năng khởi tố vì hành vi môi giới vào ngày 3 tháng 11. Cư dân mạng còn phát hiện trên trang cá nhân của Huỳnh Thành Thuận còn tạo hẳn một album hình cho Miss Grand International 2021. Đáng chú ý, trong bức ảnh được chia sẻ còn có tú ông Lê Hoàng Long, người bị bắt vì hành vi môi giới cho các người đẹp trong showbiz vào tháng 9 năm 2022. Hình ảnh Thủy Tiên chụp cùng hai tú ông bị bắt khiến netizen xôn xao bàn tán. Sau khi phóng viên liên hệ với quản lý của Thủy Tiên tìm hiểu mối quan hệ giữa Thủy Tiên với hai tú ông, tuy nhiên, phía nàng hậu không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Trước đó, vào ngày 3 tháng 11, tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thành Thuận, sinh năm 1990, Phạm Đỗ Nhật Duy và Lê Thị Thu Thảo, cùng sinh năm 1985, là lao động tự do về hành vi môi giới. Qua cơ quan điều tra, ba đối tượng khai, sau khi có người có nhu cầu mua dâm, các cô gái là người đẹp, trẻ, hoạt động trong giới showbiz. Tuy nhiên, sau đó thì đại diện Cục Cảnh sát Hình sự cũng khẳng định Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên không liên quan đến đường dây mua bán này.